Rồi bây giờ thầy sẽ sửa cái phần changeless one step equation trước. Mặc dù là những bạn thầy cần gặp như là Nhật Quang, Bảo Trân, Phương Linh nữa, nhưng mà các bạn chưa vào thì thôi, các bạn xem video sau vậy. Rồi bây giờ thầy mời một số bạn có trong danh sách đấy có thể tham gia trả lời cho thầy. Đầu tiên thầy mời bạn Gia Bảo này. Dạ Rồi, Gia Bảo cho thầy ý kiến về cái translate này cho thầy xem. Người ta cho chúng ta một cái dạ câu phát biểu, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi thành cái phương trình như thế nào? Gia Bảo. Người ta nói là dạ K chia cho mấy? một ạ. À, K chia cho 11. Thì thế nào? Cái từ Là ở đây chính bảy là gì? bằng À, bảy bằng 7. Vậy là chúng ta đã translate từ một câu phát biểu, đúng không? Nó gọi là statement, một câu phát biểu để thành một cái phương trình là như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra được K bằng mấy? ca bằng 77. À, chúng ta nhân hai vé cho 11, đúng không? Thì chúng ta sẽ được K bằng là 7 nhân 11 là bằng 77. Đó. Rồi, thầy nhập vào đây. 77. À, sorry các bạn. Chỗ K này bằng 77. Còn trên này là chúng ta sẽ phải viết thành là K chia mấy? Trên 11 11 bằng bằng 7. À, thì chúng ta nhập đầy đủ thì nó ra phương trình như thế. Bạn thứ hai, thầy mời bạn Vi Luân. Vi Luân. 29. Con nghĩ cái này là 29 trừ 6 bằng cả. À, 29 mà nó ghi là is, tức là nó bằng cái gì? 29 này là nó lớn hơn K mấy đơn vị? Sáu đơn vị lớn À, hơn ca lớn sáu 6 đơn đơn vị, vị tức là K sẽ phải cộng thêm mấy nữa? à, ca cộng sáu dạ À, K cộng 6. Thì chúng ta thấy cái từ is ở đây nó giống như một cái dấu bằng vậy đó, đúng không? Thì ok 29 là sẽ bằng gì? Bằng K cộng cho 6, bởi vì nó nói là 29 này nó lớn hơn K 6 đơn vị. Thì chúng ta lập phương trình như vậy. Và K bằng mấy? ca bằng 23 À, chúng ta sẽ có K cộng cho 6 và chúng ta giải ra được K bằng 23. Chúng ta ra phương trình này, đúng không? Rồi, thầy mời bạn kế tiếp và bạn Phương Linh chuyển đổi cái phương trình này giúp thầy xem. Cái này chúng ta hiểu là sao? Phương Linh. hai Bây giờ chuyển cái câu phát biểu này thành cái phương trình thì chuyển sao? Bé hơn 2 bé à, bé hơn g 10 đơn vị thì bằng 39 à bằng 3 35. Thì chúng ta cũng có thể hiểu 35 thì nó sẽ bé hơn g bao nhiêu đơn vị? mời đông vậy. À, vậy thì 35 nó sẽ bằng cái gì? 35 cộng 10 mới bằng gì? À, 35 cộng 10 thì bây giờ nếu chữ y là dấu bằng thì chúng ta sẽ viết là 35 là bằng gì sao? 35 bằng gì? Trừ hay Chờ không? 10. Chờ 10. Trừ 10 đúng không? 35 thì nó bé hơn gì 10 đơn vị. Chúng ta thấy cái từ less than này chúng ta hiểu là bé hơn. Những cái này nó rất quan trọng khi chúng ta học sang bất phương trình thì nó cũng sẽ vận dụng. Có những cái chúng ta sẽ phải hiểu cái chỗ này. Nó bé hơn gì 10 đơn vị, tức nghĩa là 35 nó bé hơn gì, đúng không? Vậy thì g phải trừ đi 10 thì nó mới bằng 35. Vì chúng ta hiểu đây là cái phương trình chúng ta có. Vậy g nó sẽ phải bằng mấy? Dạ di bằng 3 ở 45. 45. Chúng ta viết phương trình là 35 bằng g trừ cho 10. Vậy đúng không Phương Linh? Đúng chưa?
Lựa chọn về đúng chưa? Trả lời nhanh. Dạ rồi. Ok. Mời bạn kế tiếp, bạn Thiên Phong. Câu kế tiếp, Thiên Phong. 60 thì thế nào? 60 bằng 5K là bằng 5 lần K. À, tức là 60 thì nó sẽ gấp K bao nhiêu lần? 5 lần ạ. Tức là K nhân mấy? K nhân 5 ạ. Nhân 5, vậy thì chúng ta tìm ra được K bằng mấy? Nhanh. Bằng 12 ạ. K nhân 5, đúng không? Vậy là chúng ta ra K bằng 10, 12. Rồi, đấy. Thì chúng ta chuyển đổi cái phương trình và chúng ta giải là không có gì khó khăn, đúng không? Đó, thì chúng ta, thầy thấy có một số bạn bị sai đó. Thì thầy có lưu ý lại này, Phương Linh, Gia Bảo, Phúc Anh. Thì những bạn này lưu ý những cái câu mà người ta hỏi thì chúng ta cần phải hiểu cho đúng. Rồi cái câu kế tiếp là về bất phương trình ở đây. Một số bạn thầy thấy cũng còn lúng túng, như là Nhật Quang, Bảo Trinh và Phương Linh. Rồi, bây giờ Phương Linh cho thầy biết. À, đầu tiên thầy muốn nhắc về cái dấu chấm. Tức nghĩa là ví dụ như là chúng ta lấy những giá trị lớn hơn trừ 5 mà không có dấu bằng thì chúng ta chỉ khoanh tròn thôi. Còn nếu mà chúng ta lấy luôn trừ 5 thì chúng ta phải tô đậm. Nhớ không Phương Linh? Phương Linh. Nhớ này. Rồi, vậy thì nhìn vào đây chúng ta thấy là cách của Mỹ người ta biểu diễn là cái dấu mũi tên ấy, là chúng ta lấy từ đó trở đi, đúng không? Mà nó không có dấu động, tức là chúng ta không được lấy cái giá trị đó. Vậy thì cái này nó tương đương với cái giá trị nào? Chúng ta đọc hiểu cái đồ thị này chúng ta thấy là ít nó sẽ phải như thế nào? Phương Linh. Những giá trị ít mà chúng ta có thể lấy được thì nó là những giá trị nào? Dạ là x bé lớn hơn 5 này. Câu C. Đâu sao lớn hơn 5? Bắt đầu tại sao nhìn vào lớn đâu? Hơn âm 5. À, chúng ta phải lấy là ít lớn hơn âm 5, đúng không? Ít lớn hơn âm 5 có dấu bằng không? Có không? Phương Linh. Dạ lời. Không thầy. Không, vậy thì chúng ta chọn câu nào? Dạ không thầy. Bây giờ chọn câu nào? Dạ câu C. Câu C, ít lớn hơn âm 5. Dạ câu C. Rồi, thầy mời bạn kế tiếp này. Bạn kế tiếp, bạn Daphne là bạn nào thầy không biết. Rồi, thầy mời bạn Vi Luân, cho thầy biết chọn nào đây Vi Luân. Dạ x lớn hơn 0 mà. Nhìn cái dấu chấm này nó có rỗng không? Dạ nó không rỗng, nó đục x lớn hơn hoặc bằng 0. À, x lớn hơn hoặc bằng 0, vậy chọn câu nào? D ạ. D. Thầy mời Trịnh Quốc Bảo. Câu kế tiếp. Dạ thầy. Câu này chọn nào? Cái vạch màu xanh là những giá trị ít chúng ta có thể lấy, vậy thì ít nó lấy từ giá trị nào trở đi? Lấy từ giá trị âm 1 ạ. Âm 1, vậy thì cái âm 1 này nó có dấu đậm không? Dạ không. Không, vậy thì chúng ta có được lấy giá trị trừ 1 không? Dạ không ạ. Không, vậy thì chọn câu nào? Câu C ạ. À, câu C, vậy chúng ta sẽ có là ít lớn hơn âm 1. Thầy mời bạn bạn Gia Bảo trả lời câu này thầy xem. Dạ. Ít lấy từ đâu? Không. Từ không, không trở về trước hay trở về sau? Dạ, trở về sau. Trở về sau, vậy là ít thế nào? Ít nhỏ hơn không. Nhỏ hơn không? Có lấy dấu số dạ, 0 không? Vậy là chọn câu nào?
Dạ câu B. Câu B chúng ta sẽ có x bé bằng 0 đúng chưa? Rồi. Đó, thì cái kỹ năng thứ hai này thầy cũng sửa cho các bạn để các bạn thấy rằng là cái bất phương trình này không có gì khó cả. Cái này là đúng chương trình Việt Nam là chúng ta sẽ học học ở lớp 8 đấy. Rồi bây giờ câu kế tiếp là chúng ta sẽ phải vẽ cái bất phương trình này. Chỉ là vẽ thôi mà. Vậy thì coi những bạn nào có vấn đề ở đây. Bạn Vi Luân và bạn Bảo Trân. Bảo Trân có phải là Quốc Bảo không nhỉ? Phải ạ. Ok rồi. Rồi bây giờ Quốc Bảo cho thầy biết rằng á là với cái đề bài nó cho là x lớn 2, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chấm nó ở đâu? Ở số 2 ạ. Rồi số 2, chấm số 2 đây. Và chúng ta có được, chúng ta thấy 2 trở về trước hay là 2 trở về sau? Về trước. 2 trở về trước, vậy mũi tên mày đúng chưa? Bắt đầu từ số 2 trở về trước, mũi tên mày đúng chưa? Bảo. Sao em thấy màn hình? Làm sao? Không thấy màn hình nữa hả? Vâng. Không thấy màn hình, vậy thì thoát ra đăng nhập lại. Cái đó đừng truyền rồi đó. Rồi thầy mời bạn à. Màn hình của thầy nó không đổi á, thầy nó bị ở cái chỗ mà plotting inequality nó cứ giữ nguyên đấy, nó không thay đổi á thầy. Rồi bạn nào thấy rõ cái màn hình của thầy giơ tay thầy xem. Thầy nhưng mà ở cái màn hình trước á thầy ơi. Nó là ở cái màn hình plotting inequality a term này, familiar proficient thầy, kiểu mấy cái đấy á thầy. Nó không nó không cho cái bài gì hết. Thầy thử tắt đi, thầy mở lại thì đúng không thầy? Có người 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 ta cho rõ ràng ở đây mà. Bạn nào không thấy mà. Chứ ý ý của Bảo là muốn nói là nó cho cái gì nữa? Cho câu trả lời ấy hả? Nó vẫn chưa có chuyển cái trang qua thầy. Đúng rồi, nó vẫn đang ở cái trang overview á thầy. Trang overview có thể là nó bị búng ra rồi. Ok, để thay đổi. Ok rồi, thấy rõ chưa? Thấy chưa? Giờ mình thấy. Rồi ok. Có thể nó bị chạy cái màn hình ra thôi, không vấn đề gì. Rồi bây giờ bạn Quốc Bảo nói lại cho thầy xem coi là hiện nay như vậy là đúng chưa? X lớn hơn 2. Thì chúng ta bắt đầu từ số 2 và cái mũi tên xanh như vậy là đúng hay là phải chuyển ngược lại? Dạ một. Alo? Alo? Với lại là thầy phải làm cho cái cục tròn mất ở giữa. À, tức nghĩa là cái điểm tròn ở giữa nó là chấm trắng hay là chấm xanh như vậy? Chấm trắng ạ. Chấm trắng, rồi vậy đúng chưa? Rồi đúng nha. Ok. Rồi bạn kế tiếp, thầy kiếm coi cái bạn thầy cần yêu cầu. Rồi bạn Vân Anh cho thầy biết x bé hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta lấy từ đâu? Vân Anh. Dạ. Thưa thầy là lấy từ 0. À lấy từ 0, vậy thì giờ dấu chấm về số mấy? Dạ số 0. Số 0. Rồi chúng ta có lấy bằng 0 không? Dạ có. Có, vậy thì chúng ta make circle open về đúng hay sai? Dạ. Đúng. Đúng. Dấu chấm trắng bên trong tức là chúng ta không lấy. Còn chúng ta muốn lấy thì chúng ta phải make circle fill màu xanh như vậy mới đúng. Rồi mũi tên như vậy là đúng hay sai? Dạ sai. Sai, vậy thì quay ngược lại đúng chưa? Rồi thầy check nha. Ok. Vậy thì chúng ta biểu diễn cái bất phương trình này xong. Nên các bạn lưu ý cái này dùng thầy nhá. Rồi bây giờ thầy tắt này đi, thầy quay về cái cỗ lúc nãy. Rồi
Vậy thì thầy mới sửa xong cái thêm cái plot trình, đúng không? Cái plot trình này biểu diễn cái bất phương trình này lên đồ thị. Lúc nãy thầy sửa cho các bạn là về cái bất phương trình này ở trên đồ thị. Rồi thầy cũng đã sửa cho các bạn về cái chuyển đổi cái một câu phát biểu thành cái phương trình. Thầy đã sửa tới ba cái rồi, đúng không? Thế bây giờ còn một cái nữa mà thầy thấy nhiều bạn cũng bị sai là cái independent với cả dependent. Cái này là đang nói tới cái gì? Nó đang muốn nói tới cái biến độc lập và biến phụ thuộc. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta hiểu cái khái niệm biến độc lập, biến phụ thuộc này là dependent, là biến phụ thuộc. Còn cái independent là biến độc lập. Vậy thì chúng ta hiểu thế nào là độc lập và thế nào là phụ thuộc. Chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa x và y, đúng không? Khi chúng ta lập tỷ lệ y chia x là bằng một cái hệ số a nào đó, thì chúng ta thấy là a nó là một hằng số, tức là một con số cố định, nó là tỷ lệ đấy. Vậy thì chúng ta thấy là cái quan hệ giữa y và x thông qua cái a này, và chúng ta cũng có thể viết dưới dạng là y bằng a nhân cho x. Vậy thì chúng ta thấy cái điều gì ở đây? Chúng ta thấy là khi x thay đổi thì nó khiến cho y thay đổi theo. Và x này chúng ta cũng gọi nó là input. Và y này chúng ta cũng gọi nó là output. Được chưa? Input, output. Vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Là khi cái input này nó thay đổi thì nó kéo theo cái y nó thay đổi theo. Bởi vì cái quan hệ giữa y và x là quan hệ với hệ số a ở đây chẳng hạn. Đúng không? Nó gọi là cái rule. Đây nó gọi là cái rule. Vậy thì x thay đổi, y thay đổi theo. Vậy là x nó được quyền thay đổi tự do. Thì người ta gọi nó là cái biến độc lập. Còn y, cái giá trị của y nó sẽ chạy theo cái x khi x nó thay đổi. Thì cái y này nó sẽ gọi là biến phụ thuộc. Đó. Rồi, bạn nào nắm được khái niệm biến độc lập và biến phụ thuộc, giơ tay thầy xem. Chúng ta phải định nghĩa một cách rõ ràng và chúng ta hiểu chính xác nó thì chúng ta sẽ giải quyết được, đúng không? Rồi, nếu không có bạn nào vướng mắc nữa, có bạn thầy hỏi có bạn nào nắm được rồi thì giơ tay giúp thầy, sao nhiều bạn còn chưa nắm, chưa thấy trả lời biến độc lập, biến phụ thuộc này. Gia Tuệ, Thiên Phong, Tín, Quốc Bảo, Tín cũng bị sai cái biến độc lập và biến phụ thuộc này. Cần phải hiểu chính xác biến phụ thuộc và biến độc lập nha. Biến độc lập thì chúng ta xem nó là x hay còn gọi là cái input khi nó tự do thay đổi và nó khiến cái y nó thay đổi theo thì cái y này nó là cái output và cũng gọi là cái biến số phụ thuộc. Chúng ta phải hiểu cái này. Rồi bây giờ chúng ta cần sửa cái câu này, câu trả lời này. Rồi bây giờ ở đây người ta nói rằng á là cái người bà có một cái hũ, đúng không? Thì giờ người ta nói rằng á là một ngày khi mà bạn ăn 5 cái cookie từ trong cái hũ này thì theo như cái phương trình ở dưới C thì được xem là cái gì? Là số lượng cookie còn lại trong cái hũ. Chúng ta nhớ là một ngày ăn 5 cái và người ta xem C là cái số lượng còn lại. Vậy thì ở đây chúng ta còn biết thêm cái gì nữa? B thì là số lượng cookie trước khi mà bạn ăn. Đúng không? B là số lượng trước khi ăn. Vậy thì chúng ta thấy là gì? B là cái số lượng trong cái hũ. Đúng không? Là số ban đầu. Không biết. Nhưng mà cho biết rằng là ăn 5 cái một ngày thì sẽ còn lại là số lượng là C. Vậy thì người ta cho sẵn chúng ta cái phương trình hay còn gọi là cái quan hệ giữa C và B rồi. Thì người ta nói cái quan hệ này giữa hai biến này thể hiện ở dưới dạng phương trình. Bây giờ xác định cái nào là biến phụ thuộc, cái nào là biến độc lập. Rồi, một bạn cho thầy biết cái này xem. Thầy mời bạn Mai Chi. Dạ. Yeah. Cái nào là biến độc lập, cái nào biến phụ thuộc? Dạ, cái
số lượng bánh quy ở trong hũ trước khi mà... Bây giờ cái câu đầu tiên người ta nói là cái số lượng còn lại trong cái hũ, thì chúng ta thấy cái số lượng còn lại là nó là chữ nào trong cái phương trình đó? Dạ, chữ B. Sao chữ B? Đọc lại xem. C được xem là số lượng còn lại trong cái hũ. Đúng chữ không? C. Gì? Dạ, chữ C. À, chữ C. B nó là số lượng trong cái hũ trước khi mà đến và ăn. Vậy thì cái số lượng còn lại trong hũ này nó là biến độc lập hay là biến phụ thuộc? Dạ, chúng ta thấy số lượng còn lại là nó độc lập hay phụ thuộc? Dạ, độc lập. Biến độc lập. Rồi. Số lượng trước khi ăn thì nó là biến phụ thuộc hay biến độc lập? Dạ, biến độc lập. Sao cả hai cái độc lập vậy? Rồi một bạn khác cho thêm ý kiến xem. Mời Gia Tuệ. Gia Tuệ. Gia Tuệ. Dạ thầy. Theo câu trả lời của bạn như vậy thì có ý kiến gì khác không? Dạ. Ở trên nó là biến độc lập hay biến phụ thuộc? Dạ, ở trên con nghĩ là biến phụ thuộc. Biến phụ thuộc là số lượng còn lại. Rồi. Còn cái số lượng trước khi ăn thì nó là độc lập hay là phụ thuộc? Dạ, là độc lập. À, biến độc lập. Rồi, bạn nào đồng ý với cái của bạn Gia Tuệ, giơ tay thầy xem. Bạn nào đồng ý? Thầy xem coi có bao nhiêu bạn nắm. Những bạn khác thì sao? Không thấy có ý kiến gì hết. Nếu bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Gia Tuệ, giơ tay thầy xem. Bạn Phong, Ký Kiên, Thiên Bảo, Tín. Có đồng ý với ý kiến của Gia Tuệ không? Phong, Chí Kiên, Thiên Bảo, chúng ta phải tương tác vào nhé. Thầy sửa hết câu này, thầy sang bài khác. Chí Kiên, Thiên Bảo đâu? Có vô học chưa? Kết nối rồi, không thấy phản hồi. Dạ. Đồng ý không đồng ý, giơ tay. Đồng ý thì giơ tay. Bạn Chí Kiên có ý kiến gì khác không? Rồi, ok, để check. Đúng chưa? Chúng ta thấy số lượng còn lại mà. Còn lại là nó bị phụ thuộc cái gì? Phụ thuộc với số ăn, đúng không? Rồi, bạn Mai Chi để ý nha. Rồi, câu kế tiếp. Mời bạn Chí Kiên xem. Chí Kiên. Người ta cho chúng ta một cái phương trình bằng 75T. Thì ở đây người ta cho biết T là gì? Là cái thời gian mà duy trì cái dịch vụ. D là tổng số gì? Tổng số tiền mà bạn phải trả. Còn 75 ở đây là giá dịch vụ trong một tháng. Tức là một tháng phải trả 75 đô. Vậy thì T tháng sẽ số tiền sẽ trả là 75T. Và người ta xem 75T này, người ta đặt ký hiệu nó là một cái biến số là D. Vậy thì chúng ta được cái quan hệ phương trình D bằng 75T. Thì xác định cho thầy coi là cái câu đầu nó là độc lập hay phụ thuộc. Bạn Kiên. Dạ thầy, bạn đang mua một cái dịch vụ internet mới. Mỗi cái dịch vụ thì trả 75 đô một tháng. Ở đây là tổng số tiền phải trả trong tê tháng. Dạ. Được chưa? Cái phương trình ở dưới thì nó cho biết cái... Giờ câu trả lời đây nó là cái gì? Dạ là number, cái đó là dependent. À, dependent là phụ thuộc đúng không? Dạ. Rồi cái ở dưới là gì? Dạ, independent. À, independent. Lý do tại sao nó là dependent ở đây? Dạ thưa thầy là cái số tiền nó phụ thuộc vào cái số tháng. Đúng rồi. Nó phụ thuộc vào cái số tháng mà bạn đấy đang phải trả, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ có cái số tiền nó phụ thuộc vào cái số tháng mà bạn đấy
sẽ trả. Ví dụ như đến trả tiền và phải trả 5 tháng thì số tiền nó phải trả là khác, nên nó bị phụ thuộc vào là như thế, nên nó gọi là depend. Còn cái số tháng mình có thể chọn là mình sẽ trả mấy tháng thì nó sẽ là độc lập. Rồi bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Kiên và nắm cái thầy vừa mới bổ sung thêm thì các bạn giơ tay giúp thầy. Tuy chúng ta thấy nó đơn giản nhưng mà chúng ta phải hiểu chính xác. Sau này chúng ta sẽ không có cơ hội nữa. Rồi thầy mời bạn bạn khác, mời bạn Nhật Quang cho thầy biết. Nhật Quang. Dạ con lấy thầy. Tương tự như vậy, chúng ta có cái phương trình y bằng 2x với 2 là cái gì? Ở đây người ta sẽ cho chúng ta biết là 2 tuần một lần đúng không? Dạ 2 tuần. Tức là số lần trời mưa nó là 2 lần một tuần. Ở đây người ta ghi 2 lần một tuần. Và người ta cho biết y là số giờ xem tivi trong một tuần. Với x là số ngày trời mưa. Vậy thì chúng ta xác định cái số ngày trời mưa trong một tuần với số giờ chúng ta xem. Vậy thì cái ở trên nó là độc lập hay phụ thuộc? Dạ phụ thuộc thôi. Phụ thuộc. Dạ phụ thuộc. Cái number of rainy nó tương ứng với chữ nào? Tương ứng với chữ nào? Number of rainy days là tương ứng chữ nào đây? Chữ ít thầy. À chữ x đúng không? X. Còn cái number of hour of TV thì nó tương ứng với chữ nào? Chữ nào? Chữ y thầy. Cái này dưới này nó tương ứng với chữ nào? Chữ y hay chữ x? Dạ chữ y thầy, chữ y. À chữ y. Vậy thì chúng ta thấy người ta hỏi cái number of rainy nó là chữ x thì phản xạ của mọi người là khi nói x là nói cái input của cái phương trình hay của cái hàm số nó là cái input. Vậy thì nó là độc lập hay phụ thuộc? À dạ nó là độc lập. À đâu? Là độc lập. Độc lập. Còn cái số giờ được tính ra nó là 2x. Người ta đặt y bằng 2x, vậy thì cái số giờ này là độc lập hay phụ thuộc? Dạ phụ thuộc. Phụ thuộc. Rồi. Tôi cần kiểm tra một bạn nữa. Bạn nữa. Thầy mời bạn Phúc Thịnh này. Cho thầy biết y bằng 5x. Thì chúng ta thấy là x nó là cái gì ở đây? Tra trên bài dạ. Coi. X là cái gì? Dạ. Dạ x nó là cái số lần cái số câu hỏi. À số câu hỏi trả lời đúng. Đúng. Và y nó là gì? Y là tất cả số câu. Tất cả số gì? Số là số điểm gì? Mà bạn à, số điểm mà người ta cho mình cái hệ số tỷ lệ 5 đây là cái gì? 5 đây là 5 điểm cho mỗi câu. Rồi. Bây giờ chúng ta có quan hệ hàm số y bằng 5x đúng không? Vậy dạ. Thì tổng số điểm ở đây nó là độc lập hay phụ thuộc? Dạ, số điểm ở đây nó phụ thuộc. À, phụ thuộc. Còn số câu hỏi đúng thì nó là biến gì? Dạ, nó là biến không phụ thuộc. À, biến độc lập. Independent. Rồi, ok. Đó, chúng ta cần phải nắm chính xác chỗ này. Rồi. Rồi bây giờ còn câu nữa chúng ta sửa nốt luôn. Thì thầy thấy có 4 bạn có vấn đề. Nhật Quang, Hải Nam, Vi Luân và Thiên Phong. Rồi thầy mời 4 bạn này. Thầy sửa nốt cho xong cái này. Để chúng ta sửa dứt điểm nó. Và khi sửa xong các bạn nhớ về nhà làm lại giúp thầy nha. Rồi đầu tiên mời bạn Hải Minh. Dạ. Ở đây là kiếm được một cái số tiền mà người ta nói là mỗi lần mà mình cắt cỏ đấy thì kiếm được bao nhiêu? 12 đô. Vậy là 12 đô này là 12 đô cho cái gì? Một lần cắt cỏ ạ. Một lần cắt. Rồi. Vậy thì nếu chúng ta xem M là số gì? Dạ số lần cắt ạ. Số lần cắt. Vậy thì chúng ta có là 12 đô
trên một lần, tức là time. Và chúng ta nhân cho số lần thì nó là bao nhiêu? Bao nhiêu lần? Để nhân cho m. M lần đúng không? Vậy chúng ta nhân m. Thì cái này thì nó sẽ là bằng cái gì đây? Chúng ta xem cái này là gì? Dạ, xem cái này là một biểu thức à. Nó là một cái biểu thức để tính cái gì? Dạ, để tính số tiền mà mình nhận vào được. À, chúng ta tính số tiền sau m lần chúng ta đi cắt cỏ đúng không? Và người ta đặt cái này là chữ d. Vậy thì cuối cùng chúng ta có cái phương trình của nó là cái gì? Đọc cho thầy. D bằng 12m. D bằng 12m. Và chúng ta tìm ra được ở đây người ta nói cái gì là nếu 10 lần, nếu mà cắt 10 lần thì số tiền là nhiêu? Dạ, 120 đô. Đúng rồi, chúng ta thấy m bằng 10 vào, chúng ta ra được 120 đô. Rồi, thầy mời bạn kế tiếp, mời bạn Nhật Quang, cho thầy biết. Dạ, thầy. Yêu cầu viết phương trình với số lần là gì? Chúng ta đặt cái biến của nó, số lần là gì đây? Dạ, chữ T. Là chữ T. Chữ T, thầy. À, và chúng ta thấy là mỗi một dặm là đi mất bao nhiêu phút? Dạ, 7 phút thôi. 7 phút. Vậy thì chúng ta có cái hệ số tỷ lệ của nó là gì? Là 7 phút trên 1 gì? 7 phút trên 1 mai. À, 1 mai. Vậy thì nếu chúng ta di chuyển m mai, thì chúng ta sẽ làm cách nào để chúng ta tính cái thời gian của nó? Dạ, mình lấy 7 nhân m đúng không? Mình lấy thời gian nhân cho cái quãng đường mà bạn chinh ly đi. Alo hả? Ơi, thầy đây. Dạ. Dạ, lấy 7 nhân cho m là sẽ bằng được t. À, 7 nhân chúng ta sẽ lấy là 7 m 7 phút trên 1 giây. Tôi lấy cực nhôm ra rồi, không có. Nhân cho m. Được chưa? Dạ thầy. Thì nó bằng gì? Dạ bằng t thầy. Là cái nó đang mình đang ngoài, lúc nãy nó mới đem ra cục nữa. Các bạn sao ồn nào vậy? Các bạn phải tắt mic đi chứ. Ai phát biểu thì mới mở lên thôi, không gây ồn nào cho người khác. Thầy thấy đang hỏi bạn nào? Nhật Quang đúng không? Dạ, Nhật. Dạ, con. Dạ. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bằng cái gì ở đây? Biểu thức này là tính cái gì đây? Dạ, tính thời gian rồi. Thời gian, vậy chúng ta đặt nó là gì? Dạ, T bằng 7 nhân m. À, chúng ta sẽ có phương trình là T bằng 7m. Vậy là biết cách lập phương trình chưa? Dạ, thầy. Biết chưa? Dạ rồi thầy. Ok, nhớ về nhà làm bài nha. Dạ. Rồi bây giờ với T bằng 7M thì chúng ta thấy, chúng ta kiểm tra là cái bảng này. M bằng 4 thì T bằng mấy? 28 rồi. Còn nếu M bằng 6 thì T bằng bao nhiêu? Dạ 48 rồi. Nhân hay quá hả? 7 x 6 là ra nhiêu? À, 42 này, 42. Để cho chính xác. 7 x 8 thì là bao nhiêu? Dạ, 56. 7 x 10 thì là 70 đúng không? Vậy là chúng ta đã có xong cái bảng. Chúng ta điền xong, bây giờ chúng ta check thử coi nó đúng hay sai. Rồi. Rồi, mời bạn kế tiếp. Bạn nào sai thầy mời tiếp. Nhật Quang rồi, bây giờ tới lượt Vi luôn. Làm xong đừng bảo về nhà làm sai đi nhá. Vi Luân. Dạ. Ở đây đề bài người ta nói là mình mua một cái hộp Jaffari tại siêu thị đúng không? Mua những cái hộp đó. Thì người ta cho mình cái gì ở đây đây? 6 đô mỗi hộp. Và đúng đây... rồi, chúng ta thấy là 6 đô la trên một gì? Trên một hộp. Một hộp. Và ở đây người ta nói là mua bao nhiêu hộp? D hộp, B hộp.
Câu D đâu? B hộp. B. Vậy thì nếu chúng ta nhân cho B hộp, đúng không? Đơn vị nó là B box. Chỗ này là B box. Này là cái đơn vị tính thôi, chỗ này là B box. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta lấy 6 nhân cho B hộp thì chúng ta ra được cái gì ở đây? 6B à? 6B nó nghĩa là cái gì? Là cái số tiền Nó là số tiền mà trong đề bài nó nói cái số tiền nó chính là ký hiệu là cho chữ gì? Đặt nó là chữ gì? D. Là chữ D. Vậy thì chúng ta sẽ có phương trình D bằng gì? 6B ạ. 6B. Vậy thì chúng ta viết phương trình ở đây vào là D bằng 6B. Rồi, D bằng 6B. Bây giờ người ta mới cho cụ thể hơn là ngày hôm qua là đã mua mấy hộp? Ngày hôm qua đã mua 2 hộp ạ. Nếu mà mua 2 hộp thì chúng ta biểu diễn đồ thị là cái dấu chấm này nó nằm ở đâu? Số mấy? Box là 2 còn 2. Là 12 ạ. D số tiền nó là mới 12, vậy thì chúng ta phải kéo lên tương ứng là 6 đô 12 đô. Vậy đúng chưa? Đúng chưa? Rồi bây giờ cái chấm thứ hai nó kêu là chủ đây này là hôm nay là mua mấy hộp? 5 hộp. Kéo lên mấy? 30 ạ. 5 nhân 6 là 30, 6 nhân 5 là 30, chúng ta kéo lên 30. Vậy thì với hai cái tọa độ chúng ta thấy không? Cái tọa độ đầu tiên chúng ta cần xác định cho nó là gì? Hai hộp thì số tiền nó phải là 12 đô, đúng không? Bởi vì tại sao? Bởi vì nó phụ thuộc vào cái gì? Vào cái hàm số hay còn gọi là cái phương trình này. Còn cái 5 hộp thì cái tọa độ đây là 5 hộp thì tương ứng với cái gì? Số tiền là bao nhiêu? Bao nhiêu? Vì luôn? 30 ạ. 30. Vậy từ đây chúng ta sẽ có một cái nhận xét. Mỗi một tọa độ thì nó sẽ bao gồm là cái input, đúng không? Input nằm trước. Và sau đó nó là cái nào? Cái này là gì? 30 nó là gì? Output. Hay còn gọi nó là biến gì? Biến phụ thuộc. Biến còn phụ cái input là biến gì? Biến độc lập, đúng không? Và chúng ta cũng thấy được cái mối quan hệ giữa cái input và output ở trong tọa độ này, nó sẽ thể hiện qua một cái rule, mà rule đó chính là nhân cho 6. Chúng ta phải nhân cho 6 thì cái này chúng ta xem là cái rule. Vậy thì chúng ta hiểu tọa độ trên mặt phẳng nó là gì? Nó sẽ là thể hiện những cái điểm mà trong đó nó sẽ chứa cái gì? Chứa cái input và chứa cái output. Và giữa cái input và output này nó sẽ thể hiện là quan hệ cái rule. Các bạn, cái rule này đây. Vậy thì nếu chúng ta nối tất cả những cái điểm trên đồ thị này lại thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái gì? Đố bạn nào cho biết. Nếu thầy nối hai điểm này lại thì chúng ta thấy cái đường thẳng này là nó thể hiện cái gì? Bạn nào có thể cho thầy biết được không? Bạn nào suy nghĩ thử xem. Chúng ta học hết rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta suy nghĩ xem. Bạn nào? Rồi, mời Hải Minh mạnh dạn cho thầy ý kiến. Dạ, theo con nghĩ là ratio thầy. Cái ratio. Vậy thì cái ratio đấy là nó thể hiện cái gì? Nhận xét là nó có cùng ratio, đúng rồi đó. Có thêm ý kiến gì khác không? Em mời bạn Kiên này. Dạ thưa thầy, theo em thì nó biểu diễn cái phương trình ở trên thầy. Nhưng mà biểu diễn cái phương trình ở trên thì cho chúng ta thấy cái gì? Dạ, cho chúng ta thấy các điểm ở trên cái giá trị. Chưa rõ lắm. Mời Phúc Anh xem, cho chúng ta thấy cái gì? Dạ, nó sẽ cho mình thấy cái tỷ lệ giữa cái input với cái output. Thì lúc nãy bạn chị cũng nói là cho thấy được cái tỷ lệ đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy là nó có cùng tỷ lệ. Vì thì lỡ may mà mai mốt chúng ta học đường cong thì nó như thế nào?
đúng không? Đường cong, đường cong thì sao? Các điểm này cùng trên đường cong thì sao? Thấy chưa? Vậy thì chúng ta sẽ nói một cách vắn tắt là tất cả những điểm cùng nằm trên một cái đồ thị nó sẽ có cùng một cái rù, nhớ chưa? Cùng cái rù. Và trong trường hợp cụ thể này á, thì các bạn nhận xét là trong đường thẳng này á, là nó có cùng hệ số tỷ lệ, đúng không? Hệ số tỷ lệ nó bằng 6 này. Nếu chúng ta lập tỷ lệ D chia B thì chúng ta thấy nó bằng 6. Tức nghĩa là có cùng cái tỷ lệ. Vậy thì cái tỷ lệ này chính là gì? Cái ru thể hiện cái mối quan hệ giữa D và B có quan hệ là nhân cho 6. Lúc nãy thầy nói là nhân cho 6 đó, đúng không? Cái output thì nó sẽ bằng input nhân cho 6. Và cái này nó gọi là cái ru. Vậy thì cái đồ thị nó sẽ thể hiện các điểm có cùng một cái ru. Rồi bạn nào, bạn nào hiểu và đồng ý giơ tay giúp thầy xem. Chúng ta phải hiểu cái đồ thị là cái gì, nó đem cho mình cái hiểu biết gì, chứ không chỉ là chúng ta chấm điểm, chúng ta vẽ chấm điểm vẽ nha các bạn. Chúng ta hiểu sâu hơn một tí thì chúng ta mới thấy được cái bài về hàm số, về đồ thị nó mới hay được, và nó mới phù hợp với quan điểm khi chúng ta học thuật toán Mỹ. Rồi thầy check tiếp. Rồi câu kế tiếp, thầy mời một bạn giúp thầy xem. Ở đây thầy mời bạn bạn Xuân Sơn cho thầy ý kiến bài này. Ở đây thầy tóm tắt nhanh để các bạn cùng nắm. Bây giờ bạn và một người ăn là sẽ cùng đọc sách tiểu thuyết. Thì bây giờ bạn muốn đọc cái cuốn sách này thì bây giờ cái quyết định đọc như thế nào? Thì ở đây người ta cho biết là đọc bao nhiêu? 30 phút nhiều hơn ạ. Nhiều hơn người anh đọc ạ. À, tức nghĩa là người anh đọc ít hơn hay là nhiều hơn người em? Ít hơn ạ. Người em đọc nhiều hơn, tức nghĩa là người anh đọc ít hơn. Vậy thì nếu chúng ta xem cái x ở đây nó là cái gì đây? Là số lượng người anh đọc. Số phút đọc của ai? Của anh ạ, của người anh. À, vậy thì nếu số phút của người anh đọc là x mà người em đọc nhiều hơn bao nhiêu? Nhiều hơn 30 ạ. 30 phút, tức nghĩa là thời gian của người anh cộng thêm 30 nữa thì nó chính là thời gian của ai đây? Là của mình ạ. Là của mình, người em, đúng không? Mà vâng, người em ở đây người ta xem cái giá trị nó là cái biến của nó là cái gì? Là y ạ. Là y. Vậy thì chúng ta sẽ có quan hệ hàm số y bằng x cộng 30, đúng chưa? Vâng. Đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa thời gian ràng buộc giữa người anh và người em là hơn nhau 30 phút. Hay còn gọi là cái difference giữa người em và người anh là bằng 30. Vậy thì cái mối quan hệ giữa hai người này là cái difference nó luôn luôn bằng 30. Đúng chưa? Cái giá trị chân lập ở đây là chúng ta có nhiều cách chân lập lắm. Chúng ta học về toán ấy, cái sự chân lập về mặt số lượng, người ta có thể dùng cái sự chân lập so sánh là phép toán trừ để chúng ta thấy được cái sự chân lập về một cái số lượng. Và cũng có cách để so sánh sự chân lập bằng cách là gì? Lập tỷ lệ là y chia x để chúng ta biết được là bao nhiêu lần. Đó. Thì chúng ta thấy cái quan hệ phép chia chỗ này thì nó sẽ cho chúng ta biết là gấp bao nhiêu lần. Nha. Chúng ta nhấn mạnh cái phép chia này nói là gấp bao nhiêu lần. Còn cái dấu trừ mà chúng ta thấy cái quan hệ mà người ta hay nói nó gọi là hơn nhau bao nhiêu lần. Vậy thì chúng ta thấy nếu chúng ta học kế toán Mỹ thì chúng ta sẽ có ngay cái phản xạ nói hơn, tức nghĩa là nói tới phép toán trừ. Nói tới gấp bao nhiêu lần là nó nói tới cái tỷ lệ là cái phép chia. Hoặc chúng ta có thể hiểu là y nó sẽ bằng x nhân cho bao nhiêu lần đó. À, ví dụ như hơn 5 lần thì chúng ta nhân 5, hơn 10 lần nhân 10. Còn nhân bao nhiêu lần nó không biết, dấu chấm hỏi. Rồi, bạn nào phân biệt được cái hơn và cái gấp cho tay thầy xem. Những cái này chúng ta tưởng đơn giản nhưng mà chúng ta phải lưu ý thì chúng ta mới tạo được các phản xạ để xây dựng biểu thức nha các bạn.
Cái mà chúng ta tạo ra được cái phản xạ ở những cái chỗ thầy lưu ý về hơn kém và cái gấp này này, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái phản xạ tốt để chúng ta xây dựng biểu thức. Mà từ xây dựng biểu thức này, chúng ta thiết lập phương trình cực kỳ đơn giản nha các bạn. Bài này chúng ta còn thấy dễ, từ từ chúng ta sẽ thấy bài khó hơn. Đấy, bây giờ thầy thế vào đây. Hồi nãy bạn nói là y bằng x, y bằng x cộng 30 đúng không bạn? Bạn Sơn, hồi nãy nói y bằng ông Sơn. Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm ra được cái thời gian của ai? Của người em ạ. Người em, tức là chúng ta thay 15 này vào giá trị y là x. Vâng, vào x ạ. À là x, vậy ra được là bao nhiêu? Là 45 ạ. Ok. Rồi. Vậy là các bạn đã ổn xong cái quan hệ này. Rồi còn bạn nào đã nắm được những cái thầy ôn cho tay thầy xem. Thầy muốn là sau buổi hôm nay xong là không có chuyện mà các bạn còn trắng trắng với trắng bệt đâu nhá. Thầy đã sửa xong một lần này thì các bạn nắm. Nếu bạn nào vào trễ mà chưa nắm thì thầy sẽ up cái video này giúp cho các bạn có thể về nhà xem cái phần đầu nha các bạn. Chúng ta phải có trách nhiệm với việc học và chúng ta học cho đúng thì chúng ta sẽ nắm được. Không thấy các bạn giơ tay gì hết, hỏi chúng ta không tương tác. Vậy các bạn đang làm gì? Chơi game, Lora hay làm gì đó? Khi thầy hỏi các bạn cần phải có phản hồi. Phản hồi này còn để báo cho biết là các bạn đang làm gì nữa. Trong giờ học các bạn có nghiêm túc hay không? Khánh Đoan, Phụng và Tín không thấy giơ tay gì hết. Tín đâu? Không thấy giơ tay gì hết. Đang làm gì? Rồi bây giờ thầy muốn kết thúc cái này ở đây. Thì bây giờ thầy muốn quay sang cái... Con mới giơ tay xong mà. Không thấy. Ba thấy không? Rồi ở đây nó còn một số cái mà thầy thấy rất nhiều bạn chưa vững, nhưng mà chúng ta không có thời gian cho cái buổi ngày hôm nay. Thì cái phần mà về Red với Robotional Relationship thầy sẽ hỗ trợ thêm ở buổi học sau. Chúng ta sẽ phải trả lời cho cái buổi học chính của chúng ta ngày hôm nay. Rồi. Đầu tiên chúng ta nói về cái biến đổi hệ số. Thì cái này chương trình chính thức chúng ta sẽ học vào năm học sau. Các bạn đợi thầy tí nha. Theo như chương trình Việt Nam đó, thì vào năm học lớp 8 thì các bạn sẽ học rất nhiều về biến đổi biểu thức. Còn toán Mỹ người ta sẽ giới thiệu để chúng ta hiểu về biểu thức mà thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có một cái biểu thức. Thầy phóng to nó lên chút xíu cho các bạn dễ quan sát. Vậy mà vẫn có những bạn sai. Các bạn thấy là ở đây người ta cho chúng ta cái biểu thức là gì? Cái biểu thức này chúng ta cần hiểu chính xác của nó là gì ở đây. Trừ 4R thì chúng ta hiểu là trừ 4 nhân cho gì? Nhân R. Rồi chúng ta lại lấy trừ gì? Trừ 2 nhân cho gì? Nhân cho R. Thì chúng ta có thể hiểu chỗ này là trừ cho 2 nhân R. Chúng ta cộng 5. Vậy thì người ta yêu cầu chúng ta phải biến đổi biểu thức này để thành một cái biểu thức tương đương với nó gọn hơn. Thì chúng ta biến đổi làm sao? Nếu một cái người mà nhân thì sẽ hiểu là gì? Ở trừ 4R trừ thêm 2R nữa thì nó là trừ 6R, đúng không? Người nào nhanh thì sẽ hiểu nó là trừ 6R cộng 5 thôi, đúng không? Còn nếu chúng ta hiểu đúng thì chúng ta thấy, chúng ta học về cái phép toán phân phối thì chúng ta thấy như sau. A nhân cho B cộng cho C nhân cho B thì chúng ta thấy có cùng cái gì? Cùng hệ số là B. Chúng ta có thể rút nó ra ngoài làm nhân tử chung, đúng không? Thì chúng ta sẽ được là trừ 4 trừ cho 2 nhân cho gì? Nhân cho B, mà B ở đây chính là cái R. Thì chúng ta sẽ được R chỗ này cộng cho 5. Vậy thì chúng ta tính toán cái hệ số này với nhau. Thì trừ 4 trừ 2 thì chúng ta ra là trừ 6. Còn lại chúng ta là R cộng 5, đúng không? Vậy thì thầy khuyến khích các bạn dùng cách nào? Dùng cách này của thầy. Cách này để làm gì?
Nếu chúng ta có gặp một biểu thức phức tạp hơn thì chúng ta cũng biết vận dụng là chúng ta rút cái R này ra làm nhân từ chung để chúng ta biến đổi. Tức nghĩa là giữa hai cái đơn thức này chúng ta thấy có cùng cái R thì chúng ta rút R ra thì chúng ta sẽ tính ra được là trừ 6R. Rồi bạn nào nắm được cái vận dụng cái tính chất này, giơ tay thầy xem. Chúng ta phải vận dụng được cái tính chất này chứ không chỉ là làm nhanh là trừ 4R, trừ 2R không. Vậy thì sang năm các bạn học chương trình Việt Nam, chúng ta thấy có những cái biểu thức nó còn phức tạp hơn, chúng ta đâu tính được. Nên chúng ta phải vận dụng đúng phương pháp này để cho bài toán khó nữa, chứ không chỉ là làm mắn. Làm mắn thì ai biết rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta tập làm cho đúng. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có chỗ này là trừ 6R. Trừ 6R cộng cho 5. Đúng chưa? Hết chưa? Đó. Giờ thầy mời các bạn này. Thầy xem kiểm tra xem bạn nào còn vấn đề chỗ này. Mời bạn Gia Bảo. Gia Bảo trước. Dạ. Dựa theo cái đó thì bạn Gia Bảo làm sao đây? Chúng ta gom cái nào nó thấy nó giống giống nhau? Dạ, 3Z với 3Z. Âm 5Z. Rồi. Âm 5Z. Còn lại là mấy? Còn lại là mấy? 6. 2. 6. 2. 2 cộng cho 6. Thì theo như tính toán là chúng ta sẽ phải gom theo thành từng biểu thức. Và cái từng cái biểu thức một thì biểu thức này chúng ta tính ra là bằng mấy? Dạ, là bằng âm 2 à? Chúng ta rút Z ra ngoài thì chúng ta sẽ còn lại là 3 trừ cho 5. Chúng ta ra được là âm 2, còn lại là nhân cho Z. Và cái này chúng ta tính ra là mấy? Dạ, 8. 8. Vậy thì chúng ta thế vào đây. Thì chúng ta sẽ là trừ 2, trừ 2, Z. Đúng không? Chúng ta ghi là trừ 2Z cộng cho 8. Biết vậy được không? Được không? Được không bạn Gia Bảo? Dạ, được. Rồi. Rồi thầy mời bạn Phương Linh. Thấy bạn Phương Linh bị sai này. Dạ. Phương Linh trả lời. Chúng ta có thể tính toán được cái nào? Âm mấy? Tính toán được cái âm 8 cộng 2. À, chúng ta biến đổi từ từ thôi. Trừ 3K viết lại đúng không? Dạ. Còn chỗ này thì cộng viết 8. Làm sao? Thành vậy. Trừ cho trừ 8, 8 thì nó là mấy? Cộng 8. Cộng... đằng sau còn mấy? Cộng 2. Cộng 2. Vậy thì chúng ta ra được biểu thức là bao nhiêu? Âm 3K cộng 10. À, cộng 10. Vậy chúng ta điền vào đây. Âm 3K cộng cho 10. Mời bạn kế tiếp, bạn Anh Duy. Anh Duy đâu? Này bằng nhiêu Anh Duy? À, Anh Duy chắc chưa vào lớp rồi. Không Anh Duy thì mời bạn Mai Chi. Bao nhiêu Mai Chi? Dạ, là bằng trừ 2 với... Trừ mấy? Dạ, trừ 2. Sao ra trừ 2? Tính sao ra trừ 2 nói thầy nghe không? À, lộn, trừ 4 chứ. À, tính toán thì cẩn thận nhé. Trừ 4Z. Mời bạn Nhật Quang. Bao nhiêu Nhật Quang? Dạ nha. Trừ 2 cộng 8. Trừ 2 cộng 8. Đó là trừ 2 cộng 8. Trừ 2 nhân cho us. Rồi trừ 1. Trừ 2. Trừ... nhân cho us cộng cho 8 thì chúng ta thấy gì chung này? Ít chung. Ít chung. Vậy thì nếu thầy lôi ít nó ra ngoài đúng không? Thì bên trong nó còn gì? Dạ. Còn 2 trừ... cái gì? Âm 2. Âm 2. Âm 2 nhân với lại 1 thôi. Âm 2 nhân 1 thì bỏ đi. Nó còn lại gì nữa? Dạ, cộng 8. Âm 2 cộng 8. Sao cộng 8? Trời ơi, chúng ta đang gom cái biểu thức này mà. Chúng ta rút ít ra ngoài thì trong này nó cái phép nhân này nó còn số nào? Trừ 2. Phép nhân thì còn số mấy? Còn mỗi số 1. Còn số 2. Dấu trừ nữa thì đi đâu? Trừ mấy? À, trừ 1 thôi.
trừ 1. Còn đằng sau này là cộng mấy? Dạ cộng 8. Rồi tính tiếp xem, trừ 2 trừ 1 là ra mấy? Dạ âm 3. Âm 3 nhân cho mấy? Dạ nhân cho ít cộng 8. Cộng 8. Vậy thì biểu thức của chúng ta ra là kết luận là mấy đây? Dạ, âm 3. Âm 3 cộng 8. Âm 3 ít cộng 8. Chính xác chưa? Cộng 8. Dạ. Chính xác chưa? Dạ rồi thầy. Rồi. Đó, chúng ta cần phải biết biến đổi nó. Mời bạn Quốc Bảo này. Này ra mấy? Quốc Bảo. Thưa thầy là trừ 2B. À, trừ 4B cộng 2P thì chúng ta ra được là trừ 2P. Rồi, còn lại cái nào? Còn trừ 2 với cộng 3 là trừ 1. Ủa, quên là thành 1 ạ. À, trừ 2 cộng cho 3 thì nó sẽ ra là cộng 1 nha các bạn. Rồi thầy mời bạn bạn Phương Linh. Phương Linh đâu? Dạ đây này. Rồi trả lời cho thầy biết nhanh lên. Dạ là 7B cộng 5. 7B cộng 5. Rồi cộng... sao nữa? Trừ 1. Trừ 1 thì còn cộng mấy? Trừ 1 bằng cộng 4 này. À cộng 4. Các bạn này. Rồi. Vậy là xong cái phần này. Thấy các bạn. Cái biểu thức này còn sai nữa. Rồi bây giờ nó có liên quan đến kết hợp chỗ này. Thì bạn Hải Minh và Vi Luân là chú ý. Này nó bị lỗi gì mà không được. Để thầy mượn cái trên này xuống cái dưới. Combining like term. Đây. À đâu có. Cái ở trên chưa. Rồi bây giờ chúng ta cần kết hợp cái term ở đây là chúng ta gọi là đơn thức đó. Đúng không? Và chúng ta thấy là nó kết hợp thêm cái số âm trong này. Thì chúng ta sẽ phải cần phân rã nó ra. Phân rã cái gì? Chúng ta phải phân rã ra để cho số ra số, chữ ra chữ. Đúng không? Bây giờ phân rã làm sao chỗ này? Thầy mời bạn Chí Kiên trước này. Chí Kiên cho thầy biết phân rã sao này. Dạ thầy. Ừ. Dạ là cái này nó sẽ bằng là 1 cộng cho 24P trừ cho 36. Đúng rồi, thầy cảm ơn. Thì các bạn thấy là các bạn thấy chỗ này vừa P, có P rồi số, mà đằng trước là nhân số nữa, thì chúng ta phải phân rã nó ra thành các đơn thức đơn giản nhất để chúng ta đưa về chuẩn hóa. Mục đích là chúng ta đang chuẩn hóa cái biểu thức này theo định dạng chuẩn. Thì chúng ta phân rã ra thì theo như cách của bạn ấy, là vận dụng tính chất nhân phân phối vào, đúng không? Thì 4 nhân 6 nó ra là 24P, đúng không? Rồi trừ cho 4 nhân 9 là trừ 36. Rồi tiếp tục nó là cái gì nữa? Dạ, tiếp tục là nó đang là 24B trừ cho 35. Ờ, 24B trừ 1 trừ cho 3 là, trừ cho 36 nó ra là trừ 35. Vậy thì chúng ta sẽ chọn biểu thức nào đây Kiên? Dạ, thưa thầy là chọn biểu thức B. À, biểu thức B, rõ ràng, đấy chưa? Nó dễ. Rồi, thầy mời bạn Hoàng Phúc. Hoàng Phúc đâu? Biểu thức này tính sao? Dạ, con đệ. À. Dạ, cái này thì bằng là trừ K cộng 8 trừ 7. Cộng 8 gì? À, cộng 8K. 8K trừ 7. Trừ 7. Chúng ta thấy đằng trước dấu ngoặc này nó có dấu trừ ở đây, tức là trừ 1. Đúng không? Chúng ta có thể quyền nhân phân phối vào. Trừ 1 nhân cho trừ 8 thì nó ra là cộng 8. Đúng không? Cộng 8K. Trừ 1 nhân cho 7 thì nó là trừ 7. Và cuối cùng chúng ta lại tính thêm cái bước giống ở trên nữa. Thì chỗ này ra mấy? Thì là 7K trừ 7. 7K trừ cho 7. Nên là đáp án là A. Rồi, các bạn nào đồng ý với đáp án của bạn Hoàng Phúc giơ tay giúp thầy xem. Bạn nào đồng ý giơ tay. Để thầy xem coi có bạn nào phản đối không. Phương Linh không thấy phản hồi.
Các bạn phải phản hồi nhanh lên nhé. Phản hồi vào đây. Quốc mời bạn Quốc Tuấn này. Quốc Tuấn. Biểu thức là tên sao Quốc Tuấn? Quốc Tuấn. Quốc Tuấn. Dạ thầy. À, này tên sao đây? À, đầu tiên là con nhân phân phối cái trừ 4 z. Đúng rồi. Là trừ 4 gì? Đọc lên. Trừ 4 z cộng cho. Cộng cho mấy? À, trừ 12. Đúng rồi. Trừ 4 nhân 3. Đúng không? Thì nó ra là trừ 12. Rồi sao nữa? Tiếp đi. Nhân phân phối là trừ 4 nhân cho 5. 4 nhân trừ mấy? 10. Trừ 20. Tiếp tục. Rồi 16Z này. À, trừ 4 nhân cho trừ 4 tức là cộng 16Z đấy. Đấy. Nên các bạn phải rất là chuẩn về phép nhân cho số âm nha các bạn. Các bạn không chuẩn cái chỗ này là các biểu thức các bạn làm sai hết. Nên các bạn phải nhớ được cái quy tắc phép nhân của số âm để chúng ta làm. Rồi biến đổi tiếp thì chúng ta sẽ chọn cái nào chúng ta kết hợp lại. Cô Tuấn. Đầu là được 12Z. 12Z. Từ 4Z này kết hợp với 16Z. Thì là ra mấy Z? 12Z thầy. 12Z. Kế đến chúng ta kết hợp cái nào? Trừ 12. Trừ 12 với trừ 20. Thì ra bao nhiêu? 30, trừ 3, 32. Trừ 32. Vậy chọn kết quả nào đây? 12Z trừ 32 là câu C này. Rồi câu C thì cảm ơn. Rồi còn câu cuối thầy mời bạn Hải Minh này. Hải Minh biến đổi cho thầy xem. Dạ. Yeah. Câu này sẽ là bằng 19 cộng 6K. Đúng rồi, nhân trừ 6 vào là cộng 6K. Sao nữa? Yeah, cộng 2 à. Cộng mấy? Cộng 12 à. 12. Rồi chúng ta tính tiếp. Chúng ta đưa bao giờ cũng đưa chữ ra trước cho thầy nha. Quy tắc của chúng ta là sắp chữ trước. Thì chúng ta chọn cái đơn thức nó là chữ trước. Thì nó là bao nhiêu đây? Dạ, yeah, 6K cộng cho 31 à. À, chúng ta cộng 31. Chọn nào đây? Dạ, yeah, chọn câu C. À, chúng ta thấy bản thân các câu trả lời nó sẽ chuẩn hóa là chữ trước và số sau. Mà mai mốt chúng ta còn thấy là cái lũy thừa của cái chữ cao nhất người ta xếp trước. Xong rồi kế đến là lũy thừa của cái chữ hay còn gọi là cái biến ấy. Là cái lũy thừa của cái biến số nó thấp hơn để kế tiếp. Và nó cứ hạ dần cho đến cuối cùng nó là hệ số. Nó là hằng số đấy nha các bạn. Rồi. Rồi sang năm thì các bạn sẽ gặp này rất nhiều nên yên tâm. Các bạn sẽ nhuần nhuyễn cái này. Chủ yếu là thầy nói sơ qua để các bạn hiểu. Thì sang năm các bạn vô trường là lớp 8 các bạn biến đổi cực kỳ nhiều luôn. Đây, một nôi bạn có vấn đề đây. Thiên Phong, Nhật Quang, rồi Gia Bảo, Hải Minh, Bảo Trân, Phương Linh. Đây, cho thầy mời bạn Thiên Phong trước này. Thiên Phong đâu? Dạ. Bạn này làm sao Thiên Phong? Thiên Phong? 3,4 trừ 1,3. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ phải gom cái nào trước? Gom nào? Chúng ta biến đổi biểu thức này chúng ta gom nào trước đây? 2,8. Đấy. 2,8 trừ 2,8 D. 2,8D cộng cho 2,8D rồi cộng cho bao nhiêu còn lại là 3,4 rồi trừ cho bao nhiêu? Trừ 1,3. Vậy thì chúng ta thấy là hai cái này chúng ta phải kết hợp lại trước này, chữ với chữ đúng không? Hay nói khác là chữ mà bậc nhất, bậc 1 á, lũy thừa 1 chúng ta kết hợp lại.
Nếu chúng ta gặp lũy thừa hai, chúng ta kết hợp lũy thừa hai lại để chúng ta biến đổi. Còn hệ số với hệ số. Rồi bây giờ chúng ta thấy hai cái này nó trái ngược nhau và hệ số nó như thế nào đây? Bằng nhau nên là hệ số giống nhau mà dấu nó trái ngược nhau thì nó sẽ bằng mấy? Không, bằng không. Không nhân d đúng không? Vậy cộng chỗ này là bao nhiêu? 3.4 trừ 1.3. 2,1. Và chúng ta ra 2,1. Vậy là không nhân d bằng 0 rồi. Vậy chúng ta chỉ còn lại 2.1 thôi. Vậy chúng ta điền vào đây là 2.1 cho thầy. Đúng chưa? Rồi bạn Hải Minh. Các bạn nhường cho những bạn mà đang sai nha các bạn. Thầy sẽ ưu tiên mời những bạn đó trước. Chúng ta thông cảm. Thông cảm cho những bạn đó đang còn cần hỗ trợ. Rồi bây giờ bạn Hải Minh tính cho thầy xem. Chúng ta gom biểu thức nào trước? Chúng ta xem đây là tổng 0.2. Các bạn nhớ này. Đây là tổng của các term đúng không? Ở đây chúng ta có mấy term ở đây? Có bao nhiêu đơn thức? Nhiều đơn thức ở đây? Có 4 đơn thức. Vậy thì chúng ta sẽ kết hợp những đơn thức nào nó giống nhau. Bây giờ kết hợp cái đơn thức số mấy? Đọc lên cho thầy xem. Dạ, đơn thức số 1 với đơn thức số 3. Thì... À, 0.25. K. K. Rồi cái đến là gì? Trừ cho 1K. Trừ cho 1K. Cộng. Dạ, 1.5. Dạ. Trừ. 1.5 trừ 3.5. À, vậy là chúng ta sẽ kết hợp số với số, chữ với chữ. Đúng không? Chúng ta kết hợp lại. Nếu mà nó có lũy thừa thì chúng ta cũng kết hợp những cái mà cùng lũy thừa để chúng ta tính toán cái hệ số của nó. Rồi bây giờ chúng ta rút K ra ngoài thì chúng ta sẽ còn lại là bao nhiêu đây? Dạ 0.2 trừ 1. 0.25 trừ mấy? 0.25 trừ 1. Thì nó ra bao nhiêu? Dạ 0.75. Trừ 0.75. Còn đằng sau này nó là mấy? Dạ, trừ 2. À, ra trừ 2. Vậy thì các bạn hoàn toàn dễ dàng thế vào đây. Thì các bạn sẽ được là trừ 0.75K. Trừ cho 2. Rồi xem lại coi có đúng không bạn Hải Minh? Dạ, đúng thầy. Rồi, chúng ta chỉ cần biết cách chúng ta sẽ sắp theo thứ tự nào rồi cần biến đổi cái gì là ra ngay. Còn có những bạn thì sẽ nhìn vô là theo kiểu là cộng trừ các con số các bạn cũng ra được, đúng không? Nhưng mà thầy không khuyến khích cách đó, chúng ta cần phải biến đổi từ cái đơn giản nhất để chúng ta hiểu cho cái bài toán phức tạp. Thầy mời bạn Quốc Bảo. Quốc Bảo. Dạ thầy. Đoán nào trước? Gom nào trước? Dạ gom âm 2 phần 3B cộng 5 phần 6B. Cộng 5/6b. Đó, chúng ta gom cái chữ với chữ lại, đóng ngoặc lại. Còn lại là bao nhiêu? Cộng 1/5. Ờ cộng 1/5 trừ 1. À ok. Giờ chúng ta tính toán thử xem nếu chúng ta rút p ra ngoài rồi thì chúng ta sẽ chỉ còn hai hệ số này chúng ta tính ra bao nhiêu? Là 1/6. Chúng ta phải cho cùng mẫu số đúng không? Vậy là chúng ta phải nhân 2 là trừ 4/6 cộng 5/6. Thì hai này tính ra nhiều? 1/6. À, chúng ta ra được 1/6P. Còn cái còn lại là mấy? 1/5 trừ 1. 5/5. Đúng không? Vậy là ra mấy? Trừ 4/5. À, trừ 4/5. Vậy thì các bạn thấy rằng cái việc mà các bạn chuẩn về các phép tính số học ở tiểu học nó có quyết định đến cái việc mà chúng ta tính toán có chính xác hay không. Các bạn. Nên thầy rất là yêu cầu và muốn các bạn là phải chuẩn hóa những cái lỗ hổng của các bạn ở tiểu học để chúng ta phải chính xác trong vấn đề tính toán, chúng ta hiểu được nó chúng ta mới tính chính xác được. Rồi vậy thì thầy thế vào đây thì thầy sẽ được là cái gì đây? À, P phần mấy? P phần 6 trừ cho 4/5. Rồi thầy lặp lại cái của bạn thôi. Đúng chưa Quốc Bảo? Nhập đúng chưa? Check nha. Họ thấy im lặng.
Rồi bạn kế tiếp này. Thiên Bảo, Hải Mơn, Quốc Bảo rồi, Nhật Quang đâu? Nhật Quang. Không đây thầy. Đây thầy, đây thầy, dạ đây thầy. Rồi bây giờ tính toán sao đây? Alo thầy. Giờ con cái nào lại? 2/5. Giờ con 2/5k. Rồi. 2/5k cộng với lại cộng 1/10k này. Rồi, phần 10k gom nó lại chữ với chữ đúng không? Còn hệ số dạ. Nó là bao nhiêu? Hằng số đấy. Chữ dạ, bao nhiêu? Chữ 3/5. /5. Dạ. Rồi chúng ta rút cái gì ra ngoài? Rút gì ra? Dạ rút k ra. À, k chung nên tôi rút k ra ngoài. Đó. Vậy thì chúng dạ. ta còn lại 2/5 cộng 1/10. Dạ. Thì chúng ta quy đồng lên là chúng ta nhân mấy? Dạ nhân 2 là 4/10 cộng 1/10 nè. À, 1/10 trừ 3/5. Vậy cuối cùng chúng ta tính ra là mấy đây? Dạ là 5/10 trừ 3. 5/10 thì nó là 1/7. 5/10k, 5/10k. 5/10k thì 5/10 chúng ta đơn giản được cho mấy không? À, 1/2k. À, 1/2k trừ 3/5. Rồi ok, thầy điền vào đây nha. Các bạn điền cho chính xác vào. Thầy thầy có thể viết giống như vậy hoặc thầy ghi k chia 2 cũng được. Đó, bây giờ thầy thích ghi ghi kiểu này cho các bạn thấy. 1/2 k rồi trừ cho phân số bao nhiêu? 3/5. Rồi kiểm tra vậy đúng chưa bạn Nhật Quang? Dạ đúng rồi thầy. Rồi thầy kiểm tra. Rồi đấy. Thì coi như là thầy sẽ thầy đã chỉ một cách đơn giản nhất để cho các bạn hiểu cái biểu thức là gì. Các bạn đã biết cách xây dựng biểu thức rồi. Rồi chúng ta làm quen với cái việc biến đổi biểu thức thì chúng ta hiểu cái phương pháp đó thôi. Còn chúng ta phải vận dụng theo phương pháp này để sang năm các bạn lớp 8 các bạn sẽ phải vận dụng để biến đổi các biểu thức phức tạp hơn nha các bạn. Việt Nam nó phức tạp lắm. Thấy không? Thì các bạn luyện tập cái việc biến đổi rồi không có gì khó cả. Rồi thôi bây giờ thầy cho các bạn ra chơi nhé. Ra chơi 5 phút sau đó chúng ta vô giải quyết tiếp là cái việc mà diễn giải cái biểu thức này như thế nào. Chúng ta phải hiểu cái việc diễn giải. Chúng ta không diễn giải được cái biểu thức này là chúng ta không làm ăn gì được hết. Rồi bây giờ tạm thời chúng ta ra chơi cái đã. Nếu không ai hỏi thôi thầy giải tiếp. Rồi bây giờ chúng ta biết lúc nãy là chúng ta sẽ ra được là 3C trừ 8 đúng không? Đúng không Phương Linh? Dạ. Yeah. Ok thầy check. Rồi thầy mời bạn kế tiếp, bạn Thiên Phong. Thiên Phong phải đánh số 1 cho nó nổi lên này. Trên Quốc Bảo cũng số 1, Xuân Sơn cũng số 1. Phải đánh nổi lên thì thầy mới gọi được nha. Những bạn thầy nói dặn số 1 thì các bạn phải gõ số 1. Phương Lân, Thiên Bảo, Trịnh Quốc Bảo, Thiên Phong phải đắn số 1 vào nó mới nổi lên chứ không có chìm xuống dưới. Rồi thầy mới mời bạn nào đó trả lời xem. Con. Rồi Thiên Phong trả lời. Ở đây người ta nói bạn là Sergio này là có bao nhiêu bức tranh ở đây? Bao nhiêu? P bức tranh ạ. À, B bức tranh. Vậy thì anh ta và một cái nhà sưu tập địa phương đã đồng ý tài trợ tổng số bức tranh là bao nhiêu cái? 48 cái. 48 cái cho cái viện bảo tàng. Và chúng ta thấy là mỗi một bộ sưu tập trong 12 cái này này nó có cùng số lượng. À, vậy thì các bạn có biết được ở đây người ta ghi 12 đây nó là cái gì? Mình hiểu 12 đây là 12 gì? Thiên Phong? 12 người donate. À, 12 người donate là 12 người. Mà mỗi người donate với số lượng là bao nhiêu? Biết không? 4 bức tranh. Không, đâu biết đâu. Mình không biết mà. Đúng không? 12 người là tài trợ. Phải không?
Vâng. Là mình không biết là bao nhiêu cái hết. Nhưng mà tổng số lượng đã tài trợ là bao nhiêu? 88. Hả? À, vậy chúng ta ra được 48 bức này. Bây giờ câu hỏi người ta đặt ra là gì? Là bạn Sergio này thì đã có bao nhiêu bức tranh trong bộ sưu tập này sau khi donate? Bây giờ bạn này có P bức tranh. Đúng không? Có P bức tranh. Mà bây giờ là mỗi một người sưu tập á thì là tài trợ với số lượng là như nhau. Vậy thì 12 người thì tài trợ nó là bao 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 nhiêu bức tranh? 4 bức tranh một người. Mình chưa biết. Mình chưa biết số lượng là bao nhiêu. Thì mình chỉ biết rằng á, biết rằng là cái 48 bức tranh này không không phải là chỉ từ 12 người này đâu. Nó còn có liên quan đến bạn Sergio nữa. Thì chúng ta đọc kỹ chỗ này này. Ở đây người ta ghi là anh ta, tức là nói tới Sergio á, và những cái người sưu tập này này đồng ý tài trợ tổng cộng là 48. Vậy thì chúng ta hiểu, mình hiểu cái số 48 này là tổng số là bao gồm của 12 người collector này. Của 12 người này. Nhân cho cái số lượng donate là như nhau ở mỗi người thì chúng ta chưa biết. Cộng cho cái số bức tranh của ai? Của bạn Sergio. Sergio này nữa. Đúng không? Vâng. Vậy thì có phải chỗ này là nó cộng cho P không? Vâng. Rồi các bạn khác có đồng ý với cái quan hệ phương trình này không? Bạn nào đồng ý? Bạn bạn Kiên đâu? Kiên có ý kiến gì khác không? Kiên không thấy. Đây, thì bây giờ ở đây người ta hỏi là có bao nhiêu bạn bức tranh bạn Soyo trong bộ sưu tập sau khi anh ta donate. Đây. Vậy thì cái này nó không đúng. Phương trình này nó không đúng. Người ta đang cho chúng ta là bạn Soyo này có P bức tranh. Còn tài trợ bao nhiêu thì không biết mà. Đúng không? Tài trợ bao nhiêu không biết. Nên người ta mới hỏi là sau khi donate bạn này còn bao nhiêu. Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là cái số còn lại đấy. Sau khi donate thì cái số còn lại nó là left. Người ta đang hỏi cái left là bao nhiêu đây này. Vậy thì ban đầu bạn có là P. Mà bạn đã cho đi bao nhiêu? Cho đi bao nhiêu? Bạn mời bạn Hoàng Phúc cho ý kiến. Dạ. Thì bạn donate là 48 chia 12 ạ? À. 48 chia 12. Tại sao nghĩ là 48 chia 12 ở đây Hoàng Phúc? Thì bởi vì mỗi kiểu có 12 có 12 kiểu nhận những người cho tất cả. Thì những người cho tranh với cả là có tổng cộng là 48 mà mỗi người cho một số lượng tranh đều ạ. À. Thì là lấy 48 thì để tính mỗi người cho bao nhiêu tranh. Vậy thì ở đây chúng ta xem cái bạn Sergio và những cái người collector địa phương này này thì nó xem tổng số người nó là 12 đúng không? Và đã cho là 48 bức tranh. Vậy thì ý kiến của bạn là 48
chúng ta chia cho 12 người thì ở đây chúng ta tìm ra được đây là cái số lượng mà bức tranh mỗi người đã cho. Vậy thì bạn Soyo này cũng cho là 4 bức tranh. Vậy thì chúng ta lấy số lượng ban đầu là P trừ cho cái số lượng mà đã cho ở đây thì nó ra được số còn lại. Vậy thì cái biểu thức này chính là biểu thức chúng ta cần tìm. Rồi các bạn ổn không? Bạn tắt mic dùng phải. Rồi bạn nào đồng ý cái ý kiến này giơ tay để xem. Bạn Quốc Tuấn có ý kiến gì khác không? Con đồng ý thầy, con quên bấm tay. Ok, rồi thầy cảm ơn. Vậy là chúng ta sẽ có là biểu thức là B, chúng ta nên ghi là B trừ 48 chia 12 hay là B trừ 4? À. Rồi bạn kế tiếp thầy muốn mời là bạn Hải Minh. Hải Minh đâu? Dạ đây thầy. Rồi Hải Minh cho thầy ý kiến. Bạn Sunny này đã kiếm được tiền là bao nhiêu đô một giờ? Dạ 12 đô một giờ. 12 đô cho cái việc phát bắn này. Và đã làm bao nhiêu giờ? Dạ làm ít giờ. À. Trong tuần này. À. Người ta nói chỗ này là bất hạnh thay là đã chạc 15 đô vào ngày thứ mấy? Dạ vào ngày thứ ba. Thứ ba. Là vì tại sao đấy? Dạ là bởi giao bán muộn. À, khi giao bán muộn thì bạn đã trừ, bị trừ mất 15 đô. Vậy thì bây giờ mình tính cái số tiền mà kiếm được tính sao? Dạ thì nó sẽ bằng 12x trừ cho 15. 12x, đây là số tiền thu nhập được trong cái tuần đó. Nhưng mà vì giao trễ nên nó bị mất bớt bao nhiêu? 15 đô. Dạ 15. Vậy thì chúng ta đã ra được cái biểu thức này đúng không? Đã thử nha. Dạ. 12x trừ cho 15. Rồi. Rồi thầy mời bạn Khánh Đoàn này. Khánh Đoàn. Cái trường học của bà Hanna đã host một cái donation. Giống như là cái donation nó giống như là tài trợ. Thì có 150 học sinh ở trong trường học. Tức là về số lượng học sinh là có 150. Và đã donate tổng số quyển sách là B quyển. Và bạn Hanna này đã tài trợ 3 lần. Gấp 3 lần chứ. Gấp 3 lần số sách trung bình của mỗi học sinh. Bây giờ hỏi bạn Hanna đã donate bao nhiêu? Bạn Khánh Đoan cho ý kiến. Khánh Đoan. À, nãy giờ con quên một mic. À. Câu hỏi người ta muốn hỏi mình cái gì? Dạ hỏi là số sách mà Hanna đã donate. À, số sách Hanna đã donate tức nghĩa là cái biểu thức của mình. Nó là số sách của bạn Hanna đã donate. Mà trong này người ta nói là Hanna đã donate gấp mấy lần? Đã gấp 3 lần. 3 lần số sách gì? Sách trung bình của mỗi học sinh. Của mỗi học sinh. Thì chúng ta thấy là cái số lượng trung bình thì chúng ta tính như thế nào? Có bao nhiêu bạn đây? Là 150. Mà tổng số sách đã tài trợ là bao nhiêu quyển? 3 quyển. Vậy thì chúng ta tìm trung bình tìm sao? À, lấy số 3 chia 150. À, lấy số sách chia cho tổng cộng số học sinh là 150. Rồi. Vậy thì chúng ta ra biểu thức là bao nhiêu đây? 3 nhân B. B chia mấy? B. Đơn giản đi. Đơn giản đi ạ. B chia mấy? Vậy là B chia 50. À, B chia 50 nha. Rồi. Vậy chúng ta điền vào đây. Biểu thức của mình là
B phần 50. Đúng chưa? Chắc chưa? Dạ yeah, chắc. Rồi. Mời bạn Nhật Quang này. Nhật Quang. Dạ đây này. Ở đây là bạn Donan này có bao nhiêu tiền? Dạ ít. 20 đô này. Ít này là ít gì? 20 đô. Ít 20 đô la bills nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn có một đó, cái ít đó là cái số tiền của cái 20 đô la bills này. Số tiền 20 đô la bills thầy chưa hiểu lắm. Bạn nào ít có là... thể hỗ trợ bạn này? Rồi Mai Mai Chi hiểu như thế nào đối với cái chỗ này? S 20 đô la bills nghĩa là sao? Mai Chi? Dạ là chúng ta thấy cái từ 20 đô la là 20 đô la. Vậy thì cái chữ bills này nó là có chữ S. Là nó có chữ S là do cái 20 đô la hay do chữ X? À, Mai Chi? Yeah. Do chữ X hay là do chữ 20 đô la mà nó có chữ bills có S là sao? Do chữ 20 đô la. No. Không phải. Nó là do chữ X. Nên chúng ta phải hiểu là có X tờ tiền 20 đô. Đúng không? Đúng không? Dạ. Yeah. Chúng ta hiểu nó là có ít tờ, đúng không? Mà mỗi tờ có giá trị là bao nhiêu? Là 20 đô. Vậy thì ít tờ này chúng ta ra giá trị là bao nhiêu tiền? Là 20. Là ít nhân 20. Ít đây là số lượng tờ tiền. Còn 20 đây là mất giá của tờ tiền. Hiểu chưa bạn Nhật Quang? Nhật Quang? À, dạ, con hiểu rồi thầy. Rồi, dạ, dạ, còn cái 110 đô la bill nghĩa là gì? Mấy tờ? Dạ, một tờ 10 đô thầy. À, vậy là một tờ 10 đô. Vậy thì chúng ta thấy dạ. Đây là giá trị tiền tờ 10 đô. Đây là giá trị của các tờ tiền 20 đô. Vậy thì cộng lại thì chúng ta ra được cái số tiền gì? Sao thầy vậy? Sao thầy? À, thầy cộng nói lại là nó cộng lại thì tổng... nó ra giá trị của cái gì? Dạ, tổng số tiền của mà à, tổng số tiền mà Donald có thầy. À, vậy có phải biểu thức này chúng ta xây dựng được không? Dạ, vậy. Dạ được thầy. Rồi, 20 x cộng mấy? Dạ, cộng 1, 1 nhân 10. Là cộng 10 đấy. Bạn à, cộng 10, cộng 10, cộng 10. Nhật Quang giơ tay sao? Bạn nào đồng ý Nhật Quang giơ tay? Bạn nào đồng ý với biểu thức này trước khi thầy check? Đấy, cái này các bạn cũng phải cẩn trọng. Đôi khi các bạn hiểu sai cái câu này thì các bạn sẽ xây dựng sai thôi. Đúng không? Số lượng tờ và mệnh giá. Rồi. Mời bạn kế tiếp. Bạn Phúc Thuận này. Phúc Thuận đâu cho thầy câu kế tiếp? Dạ con đây thầy. Rồi, chúng ta xem cái câu hỏi, cái đề bài người ta cho mình gì đây. Phúc Thuận. Dạ, bốn người bạn chia cái pizza ra thành n miếng. À, chia cái pizza này thành n miếng nha. Bốn bạn chia nhau n dạ. miếng pizza. Một người bạn. Rồi, một trong những người bạn là người Harris. Ăn thì sao? Ăn ăn ít ăn ít hơn một, ăn ít hơn một cái so với số mà được nhận so với số miếng pizza mà được nhận. À. Vậy thì theo bạn Phúc Thịnh á thì mỗi bạn là sẽ được chia bao nhiêu miếng? Dạ mỗi bạn sẽ được chia n chia 4 miếng. À, chúng ta thấy có n miếng mà chia 4 bạn, vậy thì mỗi bạn là
là n chia 4 miếng. Và bạn này ăn ít hơn cái số bạn nhận. Vậy thì thực tế bạn ăn là bao nhiêu? Dạ là n phần 4 trừ 1. À, vậy là chúng ta có cái biểu thức ở đây. Thì chúng ta viết biểu thức này rồi đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ, đúng. Rồi, n chia 4 trừ mấy? Trừ mấy? Trừ 1 đúng không? Rồi. Dạ đúng rồi, trừ 1. Đấy, chúng ta thấy xây dựng biểu thức rất đơn giản thôi. Chúng ta hiểu nó, chúng ta phân tích ra để chúng ta xây dựng. Hình như thầy thấy bạn gì ra khỏi rồi sao? Bạn Hoàng Phúc đâu? Hoàng Phúc còn đây không? Hoàng Phúc còn, mời bạn Xuân Sơn đi. Xuân Sơn. Xuân Sơn. Xuân Sơn. Mời bạn Gia Tuệ. Đây đây ạ, con xin lỗi thầy, con quên, con bị tắt mic ạ. Rồi Xuân Sơn. Ở đây chúng ta có là 32 người tình nguyện hiến máu. Thì bây giờ người ta cho chúng ta biết là N là cái gì? N là số người xung phong mà không gặp, không đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe đúng không? Vâng. Nên không được cho. Tức là có 32 người thì có N người là không đáp ứng được yêu cầu. Vâng. Và chúng ta thấy cái số lượng người còn lại thì đã cho bao nhiêu? 470ml mỗi người ạ. À, mỗi người đã hiến là 470ml. Giờ yêu cầu mình tính gì đây? Tính là số ml tổng tất cả mọi người đã hiến đúng không? Vâng. Rồi. Bây giờ chúng ta biết được là một người là hiến là bao nhiêu? 470ml ạ. 470. Vậy thì chúng ta phải nhân cho cái số người đã hiến là bao nhiêu người? Là 32 trừ cho N ạ. Đúng rồi, chúng ta lấy tổng số là 32, chúng ta trừ cho N người không đáp ứng và trừ đi này. Thì chúng ta sẽ ra được cái biểu thức này. Vậy chúng ta nhập nguyên biểu thức này vào hoặc là chúng ta nhân vào, nhưng mà theo thầy là nhập luôn này chả vấn đề gì cả. 470 nhân cho 32 trừ N. Đúng chưa? Đồng ý không? Nhập này đúng không? Đúng ạ. Ok. Đó, vậy là chúng ta giải quyết xong cái vấn đề là xây dựng cái việc viết biểu thức liên quan đến nó. Cái này. Đợi thầy tí nha. Xem coi là chọn bài nào nữa. Giờ chúng ta hết giờ rồi. Nên chọn bài nữa thôi. Chọn bài nữa. Chọn bài nào đây? Nhiều bài sai quá. Bài nào cũng như nhau. Rồi, phương trình hai bước. Thôi, thầy chọn bài này đi. Xem tại sao các bạn bị sai nhiều như thế. Hải Mân Thiên Phong Phương Lân Vi Luân Gia Bảo Xuân Sơn. Đó, bị sai này. Thì không biết là lỗi sai tại gì. Đó. Cái này có thể là lỗi sai do vấn đề các bạn kỹ thuật biến đổi thôi. Chứ thầy thấy cái này hoàn toàn không khó rồi. Chúng ta thấy là nếu mà cái bài toán nó là số tự nhiên, cái hệ số nó là số tự nhiên thì các bạn thấy nó rất là dễ dàng. Vậy thì nếu nó không số tự nhiên thì kệ nó, thì nó cũng tương tự thôi. Cách làm chúng ta cũng sẽ là chúng ta giữ cái phần chữ lại là 0.25a. Chúng ta sẽ phải trừ 2 vé cho 0.5. Thì chúng ta ra được 4, đúng không? Vậy thì chúng ta hiểu cái con số 0.25 này nhân cho A thì nó bằng 4. Vậy thì A chúng ta có thể chia 2 vé cho 0.25. Thì chúng ta được là 4 chia 0.25. Vậy thì chúng ta tìm ra được A bằng cách chúng ta đơn giản đi. Đơn giản như cái nào, chúng ta nhân trên dưới cho 100 thì thầy sẽ được là 400 chia cho 25. Và các bạn biết rồi, cái 100 mà chia 25 thì chúng ta ra được 4, vậy là 4 nhân 4 thì thầy ra được A bằng 16. Vậy thì cái này thuần về cái việc mà tính toán biến đổi nha các bạn. Thầy làm mẫu cho các bạn cái. Giờ làm mẫu thêm một cái nữa để các bạn về các bạn biết tương tự mà làm. Ở đây chúng ta thấy là gì?
cái hệ số này bằng với cái hệ số nhân cho cái đơn thức này. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể chia được hai vế cho trừ 0.5. Vậy thì thầy chia hai vế cho trừ 0.5. Thì thầy sẽ còn lại chỗ này là x trừ 7.1. Được không bạn Hải Mân? Được không? Thầy làm vậy được không Hải Mân? Dạ. Được không? Thầy chia hai vế cho trừ 0.5 này. Dạ được thầy. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đơn giản dấu trừ đi hết rồi. 0.5 chia 4.5 chia 0.5 ấy thì chúng ta nhân trên dưới 110 thì nó ra là 45/5. Nhân trên dưới 110 đó. Chúng ta ra được x trừ 7.1. 45 chia 5 thì chúng ta ra được 9 bằng x trừ 7.1. Vậy thì chúng ta biến đổi, chúng ta sẽ ra được là x bằng gì? 9. Chúng ta cộng 7.1 hai vế thì có phải là chúng ta mất cái trừ 7.1 không? Chúng ta sẽ còn lại là 9 cộng 7.1. Vậy thì x ra bằng mấy Hải Mân? Dạ x ra bằng 16.1. Rồi chúng ta thế vào. Thấy chưa? Vậy thì cái này thuần là biến đổi phương trình mà thôi, đúng không? Chẳng qua nó là số thập phân hay là phân số thì nó cũng tương tự như thế. Chúng ta chỉ cần tính toán biến đổi cái cho nó đúng và tính toán phân số, phép tính của phân số hay phép tính số thập phân nó phải chuẩn thì chúng ta sẽ làm đúng rồi. Vậy thì những bạn làm sai thì các bạn cần phải xem lại cái gì? Xem lại cái việc tính toán nha. Về các biến đổi tính toán các bạn phải xem lại. Để thầy hướng dẫn cho thêm bài nữa đi, chúng ta cố gắng thêm bài nữa. Tìm lỗi sai trong cái giải phương trình hai bước. Tìm lỗi sai. Nhiều bạn sai. Phương Lân cũng sai, Hải Mân, Nhật Quang, Vi Luân và Phúc Anh. Đấy, các bạn xem. Ở đây chúng ta cần phải biến đổi phương trình cho nó đúng. Vậy thì nếu ở trong này người ta biến đổi sai thì chúng ta phải phát hiện sai chỗ nào? Thì chúng ta phải vận dụng đúng quy tắc thôi. Nhân hay chia hai vế cho cùng con số, hoặc là cộng trừ hai vế cho cùng con số, thì đó nó gọi là biến đổi phương trình. Vậy thì chúng ta xem coi từ bước này xuống bước này người ta biến đổi cái gì. Người ta đang có ý đồ là gì? Là nhân phân phối vào, đúng không? Thì chúng ta thấy là nhân phân phối vào là 7x phải cộng cho 4.5 nhân 7 thì nó mới bằng 32.5. Vậy ở đây người ta phải nhân phân phối thì nó mới ra được. Còn ở đây nhân phân phối bị thiếu nhân mất số 7. Vậy thì chúng ta phát hiện ra nó sẽ sai bước nào? Là thầy thấy là khả năng sai là bước 1 rồi đó. Chứ còn nếu mà chỗ này nó đúng thì các bạn chiếu đây này. 32.5 mà trừ cho 4.5 thì nó hoàn toàn là đúng. Đúng không? Thì nó còn là 28 này, 7x bằng 28. Vậy là cái bước biến đổi từ cái này xuống cái này là đúng. Từ cái này chúng ta chia 7 hai vế là đúng, đúng không? Cái này là đúng, cái này là đúng. Nhưng mà chỉ có bước này là sai thôi. Vậy bước này sai thì chắc chắn dẫn đến cả bài sai. Vậy thì cụ thể chúng ta thấy sai bước nào? Nó phải là sai bước số 1. Đúng không bạn Phúc Anh? Phúc Anh? Phúc Anh có mặt đây không? Hay là cũng không học luôn? À, các bạn thấy không? Thầy dặn là các bạn sai thì các bạn nên tham gia học. Các bạn cảm thấy rằng các bạn không học, đúng không? Tức là cái sự chủ quan rất là lớn. Chúng ta không học kỹ. Rồi vậy chúng ta sang câu kế tiếp. Thầy hướng dẫn thêm câu nữa nghỉ nhé. Tương tự như vậy, chúng ta cũng cần phép biến đổi phải cho đúng, đúng không? Ở đây chúng ta thấy là người ta duy trì cái chỗ này xuống đây, tức nghĩa là người ta đang làm gì đấy bạn Nhật Quang? Nếu từ bước ở trên xuống bước dưới này người ta giữ nguyên cái 5G trừ 1 này, tức người ta đã dùng phép biến đổi nào? Dạ người ta tắt ra. Tắt cái gì? Chia hai vế cho mấy? Cho 2. À, chia hai vế cho 2 tức là 2 nhân 5G trừ 1 bằng 3 này này.
người ta sẽ chia hai vế cho hai đúng không? Thì có phải xuống xuống cái bước này đấy, thì chúng ta thấy là hai đơn giản với hai, thì nó sẽ còn lại là 5g trừ 1. 3 chia 2 thì nó là 1.5. Vậy biến đổi này đúng hay sai? Dạ đúng rồi. Đúng. Vậy thì bước trên đúng. Giờ bước kế tiếp thì sao? Người ta cộng 1 và 2 vế, đúng chưa? Vậy thì chúng ta được là 5g là bằng 1.5 cộng 1 là 2.5, đúng hay sai? Dạ. Dạ đúng luôn thầy. Đúng. Rồi xuống bước này người ta làm gì? Chia hai vế cho mấy? Chia hai vế cho mấy? Cái gì? Cho 1. Cái gì cho 1? Từ bước này xuống bước này mà người ta giữ g, tức nghĩa là người ta đã chia cho mấy thì nó mất số 5. Người ta chia cho 5 rồi. À, chia cho 5. Thì chúng ta thấy là khi chia 5 thì nó còn lại là g bằng 2.5 chia 5. Vậy thì nó ra mấy? Thì g bằng mấy? Là không có cây nào sai. Ra là 0.5. Vậy thì g đúng bằng 0.5 là bước này đúng hay sai? Dạ đúng. À, không đúng. Có cái nào sai hết thầy. À, không có sai thì chúng ta chọn câu trả lời nào? Dạ thầy. Dạ câu câu D thầy. À, chúng ta thấy chưa? Rất đơn giản. Thôi các bạn về nhà làm tương tự giúp thầy nha. Đó, thầy sửa cho các bạn tới đây rồi. Bây giờ vậy thì thầy chốt lại là chúng ta đã sửa tới đâu? Chúng ta đã sửa tới cái mic check đúng không? Vậy thì chúng ta còn mấy câu nữa thì chúng ta sẽ để sang buổi học hôm sau chúng ta sửa tiếp nhé. Vậy là chúng ta sẽ chừa lại cái phần này. Đó, hôm sau chúng ta phải sửa tiếp. Rồi thôi, thầy tạm dừng ở đây nhé các bạn. Rồi chào các bạn. Chào thầy ạ.